Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ám ảnh đêm cuối năm. Tại khối 3, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh có một ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang. Cây cỏ mọc tùm khắp lối hơn 30 năm nay. Ngôi nhà của vợ chồng ông Hồ Văn Sơn, sinh năm 1957, và bà Phạm Thị Thảo, sinh năm 1963, cùng hai con là Hồ Thị Ngọc Mai, sinh năm 1986, và Hồ Văn Tuấn, sinh năm 1987. Họ là bốn nạn nhân bị thảm sát. Căn nhà là hiện trường vụ án. Đến bây giờ, khi nhắc đến vụ án này, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn chưa hết kinh hoàng trước sự ra đi thảm thương của bốn người dưới bàn tay của kẻ thủ ác bí ẩn. Bà Trương Thị Lý, 50 tuổi, em dâu của gia đình nạn nhân, cũng là nhân chứng có mặt tại hiện trường sau khi vụ án xảy ra, trò chuyện với giọng đau thương. Bà bảo, hai bác và các cháu ra đi oan uổng quá. Đến bây giờ hung thủ vẫn không biết là ai. Nay bố mẹ và chồng tôi cũng đã mất, giờ còn lại mình tôi qua lại hương khói. Theo lời kể của bà Lý, so với mặt bằng chung của cuộc sống nông thôn nghèo đói thời điểm đó, gia đình anh Sơn khá giả hơn do anh từng đi lao động xuất khẩu ở Đông Âu về, rồi làm cán bộ thanh tra của một xí nghiệp xi măng ở huyện Nghi Xuân. Mùa đông năm xảy ra vụ án, có nhiều mưa dầm, giá lạnh. Mẹ chồng bà Lý đi học về, nghe hàng xóm than thở. Vợ chồng nhà ông Sơn đi đâu đóng cửa suốt ngày, để lợn gà đói sổng chuồng ra phá vườn khoai của họ. Những người hàng xóm còn kể lại, trong buổi tối trước đó, họ nghe những âm thanh ồn ào cùng tiếng kêu cứu thoát ra từ nhà ông Sơn. Mọi người nghĩ hai vợ chồng hàng xóm có mâu thuẫn, đánh nhau. Sáng ra không thấy bốn người trong gia đình anh như thường lệ. Khi thấy cửa khóa, họ đoán vợ chồng ông Sơn đưa nhau về quê bà Thảo. Nhưng khi người thân tới tìm, thấy cửa khóa bên ngoài nên chia nhau đi tìm. Chỗ nào hỏi thăm cũng chẳng ai biết thông tin về gia đình này. Hy vọng cuối cùng dồn vào việc anh Sơn về quê, song kết quả vẫn là con số 0. Đến chiều vì quá sốt ruột, ông bố quyết định phá cửa sau một ngày tìm kiếm không có kết quả. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt những người có mặt. Họ nhìn thấy thi hài mang nhiều thương tích của vợ chồng anh Sơn cùng hai con bị sát hại nằm trên vũng huyết dưới gầm giường. Là một trong những người đầu tiên đạp cửa xông vào, anh Phan Xuân Đại, em trai chị Thảo cho hay không bao giờ quên được cảnh hiện trường lúc đó. Anh Sơn, chị Thảo cùng hai cháu đều đã mất, bị nhét dưới gầm giường. Anh rể nằm ngoài, tiếp đó là vợ và con, ai cũng mang nhiều thương tích. Thời điểm đó anh Đại mới 23 tuổi. Theo lời người chứng kiến kể lại, thi hài chị Thảo bị nhiều vết thương nhất. Trên bàn có vài cốc nước, rổ khoai lang và mấy cái kẹo. Hai chiếc tủ đựng đồ trong nhà có dấu tay dính huyết. Sập gỗ có dấu của một bàn tay dính huyết. Công an sau đó cắt nguyên cả mảnh gỗ có bàn tay. Ông Hồ Văn Bình, 76 tuổi kể rằng, khoảng 1 giờ sáng, trời mưa phùn, rét buốt. Khi ông đang nằm ngủ thì nghe một tiếng kêu từ phía nhà anh Sơn. Tôi bước ra sân thì thấy nhà bên đó bật đèn sáng, cửa mở và tiếng kêu ngừng hẳn nên đi vào. Tới gần sáng mới thấy nhà đóng cửa, tắt đèn. Ông Bình nói, nghĩ vợ chồng anh Sơn xích mích trong sinh hoạt nên ông cũng không để ý nữa. Đến hôm sau khi người thân đến nhà tìm, ông mới kể và gia đình anh Sơn đã rất lo lắng. Nhớ lại vụ án gây chấn động Hà Tĩnh thời điểm đó, ông Nguyễn Hồng Ninh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Nài cho hay, khi ông đại diện chính quyền bước vào nhà, thấy thi hài bốn người ở dưới sàn, hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài. Theo ông, cơ quan điều tra xác định bốn người trong gia đình anh Sơn bị người bên ngoài vào sát hại. Kết quả khám nghiệm cho thấy chị Thảo bị xiên nhiều nhất với 13 nhát. Trong dạ dày bốn nạn nhân toàn khoai lang. Thứ đáng giá nhất là chiếc xe máy Simpson anh Sơn sắm được từ ngày đi lao động xuất khẩu về vẫn còn.
Những năm đó, người dân địa phương ăn còn chưa đủ no. Cả xã chỉ một nhà có xe cúp 81. Nỗi đau hơn 30 năm vẫn chưa có lời giải. Còn nhiều người chứng kiến vụ thảm sát đang sống. Họ còn nhớ hình ảnh các nạn nhân bị sát hại. Ông Hồ Văn Bình, hàng xóm nhớ lại đêm xảy ra thảm sát, trời mưa lạnh lẽo. Ông nghe tiếng thất thanh, kêu cứu, liền chạy ra ngõ thì thấy lặng yên, không biết ai kêu. Đến 3 ngày sau mới biết đêm đó cả nhà ông Sơn bị thảm sát. Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi hài, điều tra thu thập chứng cứ. Ông Nguyễn Hồng Ninh, nguyên chủ tịch UBND xã Đại Nài nói, mình là người phối hợp bảo vệ hiện trường, cung cấp thông tin về vụ trọng án cho Công an tỉnh Hà Tĩnh. Ông bảo, khi bước chân vào căn nhà cảm thấy lạnh ngắt, 4 người mất dưới nền nhà, bên ngoài hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Kiểm tra trong nhà, tài sản không bị mất mát. Cơ quan chức năng kết luận, hung thủ chỉ sát hại người, không cướp tài sản. Đại tá Nguyễn Công Hiền, khi đó là phó trưởng công an thị xã Hà Tĩnh kể, do đây là trọng án nên Công an tỉnh Hà Tĩnh thụ lý. Vụ án này điều tra khoảng 3 năm, sau đó khởi động điều tra lại thêm 1 năm nữa, nhưng không có cơ sở kết luận kẻ phạm tội. Theo lời ông Hiền, công an có tình nghi một số người, nhưng sau đó nhận định họ không liên quan tới vụ án. Cái khó của vụ án này là không thu được bất cứ tang vật nào. Mặc dù cảnh sát cử trinh sát năm vùng, nghe ngóng, lùng sục khắp nơi, tìm tang vật nhưng đều không có kết quả. Giả soát lấy vân tay từng người dân trong xã không nhận được bất kỳ thông tin gì. Ở bất cứ nơi nào, cảnh sát cũng tới điều tra. Nhưng họ không đủ tài liệu để kết luận dấu hiệu phạm tội của các nghi phạm. Thời gian đó có gọi một số người bị nghi vấn, nhưng họ có chứng cứ ngoại phạm nên tòa án tối cao không nhất trí, sợ oan sai nên không xử, ông Hiền kể lại. Cũng theo ông Hiền, qua nhiều năm điều tra, nhưng vụ án vẫn bế tắc. Thông qua các cuộc họp từ tỉnh tới trung ương, ban chuyên án đã thống nhất dừng. Sau đó, công an thông báo rộng rãi tới người dân về quyết định này bởi không đủ tài liệu kết luận dấu hiệu phạm tội của nghi phạm. Sau sự ra đi của gia đình người con trai đầu, hai vợ chồng ông Hồ Văn Thụ khi còn sống thường xuyên làm việc với chính quyền, hỏi han tin tức về tiến trình điều tra vụ án, nhưng không có kết quả. Tháng 9 năm 2004, ông Thụ có viết đơn gửi các ban ngành của tỉnh Hà Tĩnh, hỏi về thông tin, yêu cầu hồi âm vụ án nhưng không được, nay họ đều qua đời, ước nguyện của họ mãi không được trả lời. Một số cụ cao niên ở xóm 3, xã Đại Nài cho hay, vợ chồng anh Sơn chan hòa với làng xóm, là gia đình gia giáo, nề nếp. Sau sự việc, nhiều người dân sợ hãi, không dám ra khỏi nhà lúc tối. Ông Phan Xuân Đại, em rể anh Sơn nói thêm, tôi từng làm việc nhiều lần với cảnh sát, nhưng đều không nhận được thông tin khả quan. Theo ông Đại, dù hơn 30 năm trôi qua, người trong gia đình vẫn hy vọng một ngày nào đó, vụ án được làm sáng tỏ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.